Welcome back. Xin chào mừng các bạn đến với kênh của tôi, chuyên cập nhật về các cái kiến thức chia sẻ cho các cộng đồng về sử dụng phần mềm TechLine và các cái phần mềm liên quan đến TechLine. Thì hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật liên quan đến điều chỉnh cái bậc cầu thang cho component S71 trong TechLine. Thì với cái cầu thang mặc định tạo ra bởi component S71 thì các bạn thấy rằng là chúng ta có cái tấm bracket này là nó được là cái tấm chống góc. Bây giờ các bạn giả sử các bạn muốn điều chỉnh yêu cầu của cái bản vẽ nó thiết kế, họ yêu cầu là cái tấm bracket này là phải là tấm bản mã và nó sẽ bắt bắt ốp vào cái tấm trigger của cái dầm cầu thang, và chúng ta sẽ để cái tấm bản mã này nó sẽ hàn vào cái tấm bậc cầu thang. Các bạn điều chỉnh như thế nào thì xin mời các bạn hãy theo dõi và các bạn nhớ đăng ký kênh của tôi để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất về cái tab picture. Thì các bạn sẽ vào phần đầu tiên, các bạn lưu ý rằng ở cái tab picture ta có một cái biến liên quan đến cái khoảng hở của cái bậc cầu thang ở đây, thì các bạn nhớ chỗ này. Chúng ta sẽ sang tab bracket, thì đầu tiên các bạn sẽ điều chỉnh cái phần profile của bracket này, nó sẽ mặc định là n profile đúng không, nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh về cái plate profile. Các bạn cho tôi là PL, và tôi sẽ để cái chiều dài của nó là khoảng là 8 ly. Tôi ấn apply. Ok, các bạn modify cho tôi. Thì các bạn sẽ gặp một cái trục trặc ở đây là cái tấm bracket này nó đang song song với cả cái tấm bậc cầu thang, thì các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh, và một số bạn lại sẽ phải làm bằng tay, thì các bạn sẽ điều chỉnh nó như thế nào. Lần S71 thì xin mời các bạn theo dõi. Các bạn sẽ kích ở cái phần ô này, các bạn để cái phần về cái phần hình này, sau đó các bạn modify cho tôi đó. Thì khi như này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tấm bản mã nó đã được điều chỉnh về ốp và cái tấm và cái thẩm phần trigger. Thì các bạn điều chỉnh cho tôi cái này, nó chiều cao của tấm bracket này là 200 thì nó hơi cao, chúng ta để về khoảng 100 thôi các bạn nhé. Chúng ta để là modify. Sau đó chúng ta sẽ sang phần picture, các bạn điều chỉnh cho tôi đây là 8 ly. Tôi modify. Thì để điều chỉnh cái tấm bracket này nó ăn lên trên phần cái tấm phần bậc cầu thang, phần step, chúng ta sẽ điều chỉnh ở chỗ này. Các bạn chỉ cần tôi thành option này. Tôi modify. Thì khi này chúng ta sẽ thấy rằng là cái tấm bracket này nó là vừa khi đúng cái vị trí này của khe hở, và đồng thời là cái bracket nó đã lên trên. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần khoảng cách u lông này, thì chúng ta hiện tại là đang khai báo chiều dài của bracket đây là 200, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái phần u lông ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ khai báo phần u lông ở đây là gì, là cái ở đây là có hai con, là khoảng cách đây là 100, đây là 50, đây là 50. Và chúng ta điều chỉnh tiếp ở cái phần giá trị khoảng cách từ cái bu lông này đến cái phần trên của cái tấm bản mã. Chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây là 50, tại vì cái tấm bản mã chúng ta đang để là phần bracket này đang để chiều cao là 100. Các bạn nhận cho tôi là 50 thì nó sẽ vào giữa cái vị trí bracket. Thì đây là cách điều chỉnh. Thì trường hợp mà các bạn mà không muốn tạo liên kết bu lông thì các bạn sử dụng liên kết hàn chẳng hạn, thì các bạn điều chỉnh ở đây, các bạn để về là cái biểu tượng là liên kết hàn, bạn modify cho tôi, thì cái đây nó sẽ là liên kết hàn. Đó. Và sau khi chúng ta bật cái display của cái view lên, các bạn phải cho tôi cái phần biểu tượng là cái đường hàn ở phần incompletion, cho nó exact low well mark, thì các bạn thấy rằng là liên kết hàn nó đã được hiện ra, là đây là cái vị trí liên kết hàn. Tất nhiên chúng ta sẽ điều chỉnh thành bu lông trường hợp này, thì các bạn modify cho tôi là về liên kết bu lông. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là việc điều chỉnh cái tấm bản mã, thứ nhất là ở component S71 nó sẽ có một cái tùy biến, thứ nhất là trong góc hoặc là thép và tấm bản mã, và là tấm bản mã là điều chỉnh nó phải là ốp vào cái tấm và cái phần trigger. Thì các bạn để ốp trigger thì các bạn điều chỉnh cái biến ở vị trí này cho về cái biến vật này đó, để chúng ta điều chỉnh cái tấm bản mã.
bracket. Thì trên đây là cái chia sẻ của tôi về thủ thuật liên quan đến không lấn F71. Chúc các bạn thành công và sử dụng tốt phần mềm TechLiteCapture. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của tôi để luôn luôn cập nhật nhiều video mới nhất về TechLiteCapture. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.